Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2022, cùng với nỗ lực của các bộ ngành, địa phương cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tăng trưởng GRDP 10,28% là năm thứ bảy liên tiếp tăng trưởng trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước gần 55.000 tỷ đồng, tăng 21% so với dự toán trung ương giao và tăng 25% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng cao tốc Vân Đồn Móng Cái cùng một loạt các công trình giao thông trọng điểm, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chuyển sang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2022, tỉnh đã giải ngân gần 14.000 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch trung ương giao. Dự kiến đến 31 tháng 1 năm 2023 sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công. Cách làm của Quảng Ninh là tập trung cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công, giảm các công trình không thực sự cần thiết, tập trung vào những công trình trọng điểm, động lực, đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng chí kiến nghị Thủ tướng đồng ý cho phép công bố hai quy hoạch, gồm quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tạo điều kiện cho Quảng Ninh có cơ chế vượt trội trong việc thực hiện xây dựng Hải Phòng Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển, logistics mang tầm quốc tế và Đông Nam Á theo tinh thần nghị quyết số 30 của Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác song phương giữa Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc, xây dựng khu hợp tác biên giới ngày càng phát triển.